Chiều ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Đây là những sự kiện quan trọng được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc, lãnh đạo các bộ ngành địa phương và khoảng 500 doanh nghiệp, gồm khoảng 300 doanh nghiệp Hàn Quốc. 200 doanh nghiệp Việt Nam cùng tham dự diễn đàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ ngành đã lắng nghe những đóng góp và trao đổi về các kiến nghị, đề xuất với các ý tưởng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn đến những người bạn từ Hàn Quốc đã luôn đồng hành với sự phát triển của đất nước Việt Nam trong 3 thập kỷ qua, góp phần quan trọng giúp vùng đắp, phát triển mối quan hệ giữa hai nước thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn chân thành của các doanh nghiệp hàn quốc về tình hình kinh doanh tại việt nam và cam kết đầu tư ở việt nam trong những lĩnh vực mới việt nam rất hoan nghênh sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài nhất là các doanh nghiệp hàn quốc trên tinh thần hợp tác chân thành, tin cậy và hiệu quả, Thủ tướng một lần nữa khẳng định, chính phủ Việt Nam luôn luôn lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol bày tỏ hy vọng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là mẫu mực trên thế giới. Trong tương lai, các lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân, thương mại, đầu tư giữa hai nước sẽ đều được mở rộng mạnh mẽ. Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt gần 87 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn với gần 82 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, gần 9.600 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam hiện có 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, hoạt động không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn hướng tới các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, môi trường, tăng trưởng xanh với khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh. Doanh nghiệp Hàn Quốc có những đóng góp quan trọng trong một số lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp điện tử, năng lượng, ô tô, xây dựng. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua, cảm ơn sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi tháo gỡ các khó khăn vướng mắt của chính phủ và các bộ ngành việt nam với các nhà đầu tư hàn quốc